Để có đôi gò bồng nở nang và quyến rũ, hãy áp dụng ngay những thói quen đơn giản này. Phụ nữ có rất nhiều cách để đôi gò bồng trở nên đầy đặn và quyến rũ hơn. Hãy áp dụng những cách này hàng ngày để đôi gò bồng của bạn ngày càng nở nang nhé. 1. Thay đổi thói quen đi đứng hàng ngày. Đừng coi thường tư thế đi đứng hàng ngày vì nó không chỉ ảnh hưởng đến dáng vóc cơ thể mà còn có tác động lên vòng một của bạn. Tư thế lưng gù, trùng vai, ưỡn bụng là một trong những nguyên nhân khiến núi đôi bị chảy xệ. Nếu bạn không muốn đã khiêm tốn rồi mà lại xệ nữa thì hãy nói tạm biệt ngay với những tư thế xấu đó đi nhé. Ngoài ra, các bạn không được khoanh tay trước ngực, nhất là khi đứng hay nằm ngủ. Thói quen này lâu ngày sẽ khiến ngực bị chảy xệ vì luôn trong trạng thái bị hai cánh tay ép vào nhau. 2. Chọn áo ngực đúng form và đúng size. Nội y tuy là để mặc bên trong nhưng lại là trang phục quan trọng nhất vì nó gần với cơ thể nhất. Vì vậy áo ngực rất quan trọng vì nó sẽ quyết định form ngực của bạn. Các chị em cần phải chọn cho mình loại áo ngực vừa vặn với cơ thể mình. Vì nếu mặc áo ngực quá rộng sẽ làm ngực chảy xệ, ngược lại mặc áo ngực quá chật rất khó chịu, không thoải mái, thậm chí còn gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, nguy hiểm nhất là ung thư vú. Do vậy bạn hãy chọn áo ngực thật phù hợp với kích thước của mình và sử dụng áo ngực được sản xuất bằng chất liệu mềm mại, thoáng khí, dễ thấm hút mồ hôi. 3. Tắm bằng vòi hoa sen. Việc tắm bằng vòi hoa sen thường xuyên sẽ giúp vòng một nở nang hơn rất nhiều. Bạn có thể vừa đứng tắm dưới vòi hoa sen vừa dùng tay massage vòng một của mình. Các tia nước ấm được phun từ vòi hoa sen giống như một công cụ massage ngực gián tiếp, giúp kích thích lưu thông máu, làm ngực săn chắc và to tròn tự nhiên. Bạn nên để vòi hoa sen cách ngực 1 mét, dùng hai tay massage ngực theo chiều kim đồng hồ từ trên xuống dưới, từ trái sang phải kết hợp cùng với tia nước ấm từ vòi, như vậy hiệu quả đạt được sẽ nhanh hơn. 4. Massage ngực bằng tinh dầu dừa. Trong dầu dừa chứa nhiều vitamin E cùng vô số các vi khoáng chất thiết yếu. Do đó, áp dụng cách massage ngực bằng dầu dừa thường xuyên, làn da sẽ săn chắc, mềm mại, đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa và ngày càng trắng sáng hơn. Vào mỗi ngày, sau khi tắm xong và lau khô người, bạn cho một ít dầu dừa vừa đủ vào giữa lòng bàn tay, chà sát hai tay lại với nhau để tạo nhiệt và năng lượng. Bắt đầu massage bằng việc xoa nhẹ nhàng từ dưới lên trên, vòng quanh bầu ngực từ trong ra ngoài theo chiều kim đồng hồ và làm ngược lại thật chậm rãi.